Hello, xin chào mọi người nhé. Rất vui mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Đây, chiếc quạt này là nó sinh ra từ những năm khoảng năm 95 nhé, cho đến năm 2000. Quạt này nó khoảng được từ 20 đến 25 năm rồi mọi người ạ. Đây, nó bây giờ nó bị như này. Đấy, cái kêu như này. Một cọc này. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem nó làm sao nhé. Quạt chạy 25 năm rồi, xem là nó còn như thế nào. Đây, con này là bị cánh trôi này, cánh trôi nên nó kêu cục cọc này. Đây này. Đấy, con này muốn tháo ra được thì tháo cánh này ra là nó khó đấy, thì nó xoay rồi. Bây giờ mình sẽ đè xuống xem ra không này. Nếu mà nó không ra được như thế này thì mình sẽ tìm cách mình tháo ở cái hộp này ra. Con này nào, có cái con ốc này. Con này nó chỉ có cái cựa ở đây thôi. Đấy, kéo là nó ra thôi. Cựa kéo nó ra rồi. Mình sẽ tháo đi này nha. Quạt này của người dân này chắc họ dùng cũng giữ gìn đấy, cũng bền bỉ này. Bây giờ cái quạt này còn rất ít thôi chứ không nhiều, còn ít nhà còn quạt này. Tháo cái chức năng này ra thì mới giữ cái đít nó được, giữ cái trục đằng sau để vặn con ốc ra. Và mình kiểm tra luôn xem cái trục này nó còn có tốt không, chất lượng mình xem như nào, có cần phải thay thế không. Đây, bây giờ mình giữ đây. Đây, nó tuét này, nhìn tuét nặng không. Cánh này là cũng cánh zin nha, cánh này chạy 25 năm rồi đấy, cánh zin của nó đấy, nguyên bản theo cái quạt này đấy. Chút nữa mình sẽ gia cố cái cánh quạt và sẽ sử dụng cái cánh quạt này. Cái trục này khả năng vẫn ok này, con quạt này bởi vì nó sao nó bền này, bởi vì cái trục này nó bằng thép tốt này, còn cái bạc thì nó bằng đồng nhé mọi người nhé. Còn quạt bây giờ của mình toàn quạt trục nó bằng hợp kim thôi chứ nó không thể bằng đồng nguyên chất. Như con này là nó bằng đồng nguyên chất luôn đấy. Đấy, vẫn chạy ngon này, bỏ ra vẫn êm này mà. Rồi, đây cho lỗ, có lỗ rổ dầu này, có lỗ rổ dầu đây. Mình sẽ vệ sinh đi, mình cho dầu cho khách xem đằng trước này có lỗ rổ dầu không nhé. Đây, con này đằng trước có lỗ rổ dầu luôn. Đây, mình sẽ cho dầu vào đây. Nó sẽ ngấm vào trong, nó có cái bông nó ngấm. Nó lắp này vào này. Phải nói là một con quạt này là một trong những cái dòng quạt mà sản xuất mà ở thị trường Việt Nam là nó bền bậc nhất nhé. Cái quạt MD này là gần như bền nhất mà mình đã từng chứng kiến. Những cái quạt hoa phượng của mình cũng không bền bằng quạt này được. Quạt này chạy bao nhiêu năm nay người ta còn không cho dầu luôn. Mọi người nhìn xem, cái quạt nó còn cũ như mức độ như này rồi. Đây, tham gia quay đây này. Quạt nó cũ như thế này mà nó vẫn còn chạy được. Chất lượng quạt ngày xưa tốt. Đây, bây giờ mình xem lại cái cánh này thôi này. Cái trước là họ gia cố bằng cái nó cao hơn tí này. Để tạo rãnh cái này. Mình lấy cái nò xo này là ở cái phớt
ở cái máy bơm lấy ra ấy, mọi người nhé. Cái nọ xo này nó bằng inox mọi người, nó vừa đúng luôn cái khung ngoài của cái nhựa của cái quạt này, rồi mình sẽ ép nó xuống cho nó ôm chặt vào và gia cố bằng cách dán keo nến nhé mọi người nhé. Mình sẽ dùng khò ga để đốt keo nến cho nó chảy nhiều ra, sau đó mình sẽ ép cho keo nến nó ngấm sâu vào bên trong, nó dính thật nhiều vào để tạo thành một lớp keo nến dày ở đây, sau đó nó khô lại nó sẽ chắc chắn mọi người. Quay ra đây chưa? Bây giờ mình lắp cái bầu quạt này vào. Nếu mà mọi người không tháo cái lồng ra thì cũng có thể lắp cái bầu này vào được nhé. Nhưng mà đây mình sẽ tháo ra được thì mình sẽ tháo ra để mình lắp vào cho dễ dàng hơn. Còn nếu tình huống mà cậy ra mà mọi người không tháo được cánh ấy, cũng có thể là gài bốn cái chân này vào là nó vào thôi. Còn đây mình tháo ra được thì mình sẽ gài nó sẽ chắc chắn hơn. Sau khi gắn keo khoảng tầm 15 phút thì keo đã khô rồi. Thì mình vệ sinh qua những cái phần keo dính vào cái chỗ nòng trục đi. Sau đó mình sẽ lắp vào và test thử nhé mọi người nhé. Khi mình độn vào cái cánh quạt như vậy là nó cũng khá là chắc chắn rồi đấy. Đấy, test quạt chạy rất là êm nhá. Đấy, quạt chạy bao nhiêu năm như vậy mà nó trục bạc vẫn còn ngon. Như vậy là ok rồi đấy. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Mọi người thấy video của mình hay và có ích thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.